Tử vi tháng 1 năm 2024 cung sư tử, 23/7/22/8. Tháng này, sư tử là một chòm sao mạnh mẽ, có bản lĩnh và luôn nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng cần nhìn nhận mọi chuyện với thái độ lạc quan hơn. Về tình cảm, nếu bạn còn độc thân, hãy cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại. Hãy thoát ra khỏi những ám ảnh từ mối tình đã qua và chú ý đến những đối tượng khác bên cạnh mình. Các cặp đôi nên dành thời gian hâm nóng tình cảm, cùng nhau trải qua những điều mới mẻ. Về tài lộc, tháng này sư tử sẽ gặp nhiều may mắn. Thu nhập của bạn sẽ tăng lên đáng kể, đặc biệt là với những người theo nghiệp kinh doanh. Khả năng kinh doanh của bạn được cải thiện, khách hàng không ngừng tăng lên. Bạn cũng có cơ hội nhận được những đơn hàng lớn nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Về sức khỏe, sư tử nên chú ý giữ ấm cơ thể trong thời tiết lạnh giá này. Hãy uống một cốc trà hoặc sữa nóng vào buổi sáng để cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể. Bạn cũng nên tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức khỏe.